đi đường qua Năng Lưu nè. Qua Năng Lưu từ Thích Quảng Đức đi qua Năng Lưu xong bây giờ vòng ngược lại. Còn sớm nhưng mà không được khỏe, tay còn khỏe chạy xuống nơi Trăng Long chơi chứ. Đây mình đi con đường này.
bên, bên trường kế bên, trường độc lập, chưa hết rồi. Cái bên là bán họ lớp ghé cho mua mì bốn món mì không thì có bán bánh mì lò bánh mì tươi á bánh mì trắng bình thường 2.000 mực cay như bịch vậy lấy thêm bịch thank you.
kết thúc video ở đây ha. Đi chiều giờ nhiều lắm rồi đó. Chúc cô chú anh chị và các bạn có những phút giây vui vẻ khi xem video. Xin chào, hẹn gặp lại.